đánh vào tâm lý ham rẻ hay những nhà đầu tư có vốn đầu tư eo hẹp. Một số đơn vị chiêu trò đẩy bán cầu nâng giá rẻ vào thị trường, nhiều khách hàng sập bẫy phải nhận trái đắng, tưởng mua cầu nâng một trụ rửa xe giá rẻ mà lại chẳng rẻ. Khách hàng khi đi mua cầu rửa xe thường tìm hiểu, khảo giá ở nhiều công ty, thương hiệu khác nhau và sẽ lựa chọn mức giá thấp nhất. Đây là được xem là giải pháp tốt nhằm tối ưu về chi phí đầu tư. Tuy nhiên, việc mao ben nâng rửa xe ô tô giá rẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về chất lượng. Do đó, các nhà chuyên môn khuyên rằng nên cân nhắc trước khi quyết định đầu tư cho garage ô tô lớn hay những mô hình kinh doanh dịch vụ chăm sóc xe ô tô chuyên nghiệp. Có không ít đơn vị kinh doanh treo đầu dây bắn thịt chó, đưa ra một mức giá niêm yết là một con số, đến lúc thanh toán thì khách hàng phải trả mức giá cao hơn nhiều lần. Điều này xảy ra bởi những chi phí phát sinh trong quá trình thi công lắp đặt tại garage, trong khi những chi phí không hề được liệt kê vào giá cầu nâng công bố trước đó. Một số đơn vị báo giá cầu nâng rửa xe ô tô được giảm tối đa, nhưng những mặt hàng đi kèm khác để vận hành một trạm rửa xe chuyên nghiệp như ben nâng xe máy, máy nén khí rửa xe và các thiết bị rửa xe khác sẽ bị đẩy giá cao hơn nhiều so với giá thị trường. Hiện nay, có nhiều đơn vị kinh doanh vàng nâng rửa xe tô sẵn sàng giảm giá sản phẩm từ vài trăm đến vài triệu để kích cầu. Tuy nhiên giá thành luôn liên dời chất lượng. Cầu nâng rửa xe ô tô kém chất lượng, hoạt động không ổn định, tuổi thọ thấp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ mà cơ sở cung cấp cho khách hàng. Đồng thời, sẽ làm tốn kém chi phí hơn và làm mất đi uy tín và sự chuyên nghiệp của tiệm. Tahico hiện nay là một trong những công ty hàng đầu về trong lĩnh vực cung ứng cầu nâng rửa xe tại Việt Nam. Công ty được khách hàng trên cả nước quan tâm, tin tưởng lựa chọn và có nhiều phản hồi tích cực về chất lượng dịch vụ, giá thành. Các bạn có nhu cầu mua có thể tham khảo. Trên đây là một số bẫy mà những đơn vị kinh doanh vẫn dụ dỗ và lừa gạt khách hàng khi đi mua cầu nâng một trụ rửa xe ô tô. Vì thế, khách hàng cần có sự tìm hiểu và tỉnh táo, đặc biệt đối với những nơi kinh doanh cầu nâng rửa xe ô tô có giá chênh lệch quá nhiều với mặt bằng giá trên thị trường từ 7-10 triệu đồng.